người dẫn chương trình là bắt buộc phải giữ cái mức của mình trong mọi tình huống thì em mới xử lý được cái không gian đó, cái sân khấu đó, cái show đó ha. Đó là cái đầu tiên. Không có công cụ thì có nói gì người ta cũng đâu có nghe đâu. Có gì mà họ nghe nói rồi họ nói không biết mệt, họ nói không có phải nghĩ luôn là rất là mệt mỏi. Cho nên lúc đó là em phải căng cái tai của mình, phải căng rồi để mình nghe à, và mình nhảy vào ngay lập tức khi mà được nhảy vào ngay lập tức rồi. Nhưng mà nhảy vào ở trong cái phản ứng của họ, tuy nhiên nó phải tuân thủ nguyên tắc là gì, mình không thể nào nhảy vô giữa ý hoặc giữa câu của người ta được. Nếu mà ý đó là ý lớn thì hãy đợi người ta tròn một ý nhỏ rồi em. Kiểu như trong cái một cái ý lớn đúng không, người ta đang diễn giải khoảng 3 ý chẳng hạn, mà người ta nói xong ý số 1 và em cảm thấy là nó bắt đầu bị lạc đề hoặc nó bị quá dài rồi, em đợi cho người ta tròn cái ý nhỏ số 1 rồi em mới nhảy vô, còn không là em sẽ bị vô duyên. Còn tất nhiên câu nói là phải bắt buộc là tròn câu rồi, không có được nhảy vô giữa cái câu đó của người ta. Vô như vậy có nghĩa là dù cho mình có để cho người ta tròn câu hoặc là tròn một cái ý nhỏ thì nó vẫn chưa là những gì người ta muốn nói, đúng không? Tại vì người ta còn muốn nói nữa mà. Thì em hãy làm một cái động tác đó là giống như hồi nãy họ nói, hãy tiếp cái ý của họ, tiếp ý ra của họ nha, cái ý họ đang nói hãy tiếp vô. Làm thêm một cái động tác nữa, đó là gì? Hả? Chị gọi là nâng cái ý có nghĩa. Ví dụ nha, một cái người chủ doanh nghiệp chẳng hạn, họ tâm huyết quá trong cái buổi lễ thành lập công ty, cho nên họ chia sẻ quá trời quá trời quá trời quá trời, và họ còn muốn nói nữa. Thì mình sao? Mình chọn khi mà họ ngắt một cái ý nhỏ là mình nhảy vô. Ví dụ như đang nói với chị thì chị muốn là MC Academy sẽ đi xa hơn nữa. Chị ơi, chị đang nói rất là tâm huyết. Thì sao? Và hãy tiếp một cái ý nào đó mà mình thấy là họ tâm đắc nhất, và mình nâng cái ý đó lên bằng cách là dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn chị Hoài Hương rất là nhiều, và qua những cái chia sẻ của chị thì khách Linh biết là chị rất là tâm huyết với học viện MC Academy, và với những cái gì mà chị và học viện đã trải qua và tâm huyết như thế thì Linh tin là nó sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của em chị Hoài Hương. Dù là như thế nghĩa là gì? Nâng ý có nghĩa là chúng ta làm cho cái ý đó trở nên nổi bật hơn, làm cho cái người khách mời đó khi họ nói cái ý đó mà họ không được nói trọn ý đó, nhưng mà cô MC thì lại nâng lên nữa, nâng cái ý đó lên, tôn vinh cái ý đó của họ lên, thì họ cảm thấy sao? Bị ngắt chân mà bốc lên bốc lên, và khán giả cũng không cảm thấy bị gọi là ngượng cho cả MC lẫn khách mời khi mà MC đã chủ động nhất như thế nhá. Cho nên là nâng cái ý của họ lên rồi gì nữa. Kết đi. Nếu như chương trình kết thúc thì kết luôn. Nếu chương trình chưa kết thúc thì chúng ta kết cái ý đó để mình chuyển vào cái mới. Rồi. Một cái nữa trong cái kỹ thuật ngắt khách mời. Trước khi ngắt họ hãy làm một việc. MC Academy nói để thành công.